Vượt qua nhiều áp lực và các thiếu hụt về lực lượng, Pháp vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội ở trận ra quân. Trận tới, tuyển Pháp sẽ có nhiệm vụ vừa phải thắng, vừa phải giữ quân để lo cho các vòng sau. Trận hòa không bàn thắng giữa Đan Mạch và Tunisia ở lượt trận trước có thể nhận định là kém hấp dẫn bậc nhất từ đầu giải đến giờ. Đứng trước Pháp ở một đẳng cấp vượt trội hơn hẳn, Đan Mạch khó lòng tạo ra bất ngờ như cách họ đã làm với xứ Wales tại Euro 2020. Pháp và Đan Mạch gặp nhau tổng cộng 5 lần, mỗi đội đều có 2 trận thắng. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội cũng cân bằng, đều có 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Cùng điểm qua các cầu thủ nổi bật của hai đội. Kylian Mbappe, tiền đạo 23 tuổi trình diễn một bộ mặt khác so với những gì anh thể hiện tại PSG đầu mùa. Mbappe chơi rộng, tích cực di chuyển và trở thành điểm kết nối quan trọng trong lối chơi của Les Bleus. Ngoài một kiến tạo và một bàn thắng cho cuộc đối đầu Australia, Mbappe còn có 3 pha căng ngang, 3 lần chuyền bóng quyết định và tạo ra một cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội. Christian Eriksen, tiền vệ của MU đã chơi không tốt trong trận gặp Tunisia. Anh để cho lại đồ Uni bên phía Tunisia chơi nổi bật và là lùm mình. Eriksen cùng các đồng đội phải cải thiện lối chơi mới có thể kiếm điểm trước tuyển Pháp. Tình hình lực lượng trước khi ra sân. Hậu vệ Lucas Hernandez của Pháp chấn thương nặng và chia tay World Cup. Trong khi đó, Đan Mạch vẫn đang có đầy đủ lực lượng. Pháp sẽ vẫn ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất Giroud. Đan Mạch sẽ xuất phát với sơ đồ 3-5-2 với 3 trung vệ ngay từ đầu. Siêu máy tính FiveThirtyEye dự đoán cơ hội giành chiến thắng đội tuyển Pháp là 51%, trong khi Đan Mạch là 22%, xác suất hòa của hai đội là 27%. Đan Mạch đối đầu Pháp vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022 trên sân trung lập tại Qatar. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 11. Thời điểm đó, nhà cái để kèo handicap ở mức 0-1/2, theo Pháp bỏ 0.97, chọn Đan Mạch ăn 0.87. Theo dõi các biến động kèo trên sàn giao dịch những ngày vừa qua, giới đầu tư có thể nhận thấy rằng cán cân thị trường những ngày đầu nghiêng về phía Đan Mạch. Thời điểm 5 giờ ngày 22 tháng 11, kèo handicap chính được nhà cái đổi sang mức 0.1/4. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, kèo chính đã được đưa trở lại mốc 0.1/2. Sau đó điểm ăn cửa Pháp liên tục biến động theo hướng giảm, lợi nhuận cửa Đan Mạch biến động tăng. Lúc 18 giờ ngày 23 tháng 11, để cân bằng thị trường, nhà cái tiếp tục đổi kèo handicap chính sang mức 0.3/4, theo Pháp bỏ 0.92, chọn Đan Mạch hưởng mức lợi nhuận 0.85.